Vụ việc của VN Phạc Ma có thể xem là điển hình cho những bất cập và phản ánh góc khuất của hoạt động đấu thầu thuốc ở nước ta trong thời gian vừa qua. Trong những năm qua, thì Bộ Y tế cũng đã ban hành nhiều thông tư hướng dẫn về việc quản lý hoạt động đấu thầu thuốc và các bệnh viện. Tuy nhiên, nhìn vào quy trình đấu thầu thuốc hiện nay có thể thấy có quá nhiều kẽ hở để các doanh nghiệp, thậm chí là bệnh viện và cơ quan quản lý có thể trục lợi trên những viên thuốc mà bệnh nhân sử dụng. Quy trình đấu thầu thuốc hiện tại cơ bản thực hiện qua 4 bước. Đầu tiên, các cơ sở y tế sẽ lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc sau đó cơ quan quản lý về y tế sẽ xem xét phê duyệt kế hoạch đấu thầu này. Trên cơ sở kế hoạch đó, các cơ sở y tế sẽ tiến hành mời thầu, nhận hồ sơ dự thầu của các doanh nghiệp dược. Cuối cùng, các cơ sở y tế này sẽ thành lập hội đồng xét duyệt trúng thầu và lựa chọn nhà cung cấp. Quy trình là vậy. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, công tác đấu thầu thuốc hiện nay khá rắc rối, nhưng lại tạo ra nhiều kẽ hở và nhiều khuất tất đã xảy ra. Điều này luôn khiến giá thuốc ở nhà thuốc bệnh viện cao hơn giá thuốc ở nhà thuốc bên ngoài và không phải lúc nào bệnh nhân cũng được dùng thuốc tốt ít nhất là tương đương với số tiền mà họ chi trả. Ví dụ ở khâu thứ ba, doanh nghiệp phải có loại thuốc trùng với danh mục do cục quản lý dược đưa ra thì mới được tham gia đấu thầu và được bảo hiểm y tế chi trả. Và loại thuốc này phải nằm trong danh mục thuốc của bệnh viện thường xuyên sử dụng. Vì thế có thể xảy ra tình huống là thuốc lọt vào danh mục trúng thầu nhưng bác sĩ không kê đơn thì cả năm thuốc vẫn nằm im trong kho trừ phi có sự tác động. Còn ở khâu thứ tư, công tác đấu thầu thuốc có mục tiêu là chọn được thuốc tốt và có chất lượng giá cả hợp lý. Tuy nhiên khi thực hiện thì thực chất vẫn quay về đấu giá, thuốc nào đã qua vòng kỹ thuật mà có giá thấp nhất sẽ trúng thầu. Đây là kẽ hở cho một số công ty kinh doanh thuốc không đảm bảo chất lượng nhưng cố gắng trúng thầu bằng mọi giá. Không ai dám chắc nhiều lần trúng thầu với số lượng lớn thuốc đó, các sản phẩm của VN Pharma đều đảm bảo chất lượng. Cũng theo ý kiến của nhiều chuyên gia, có những loại thuốc sau quá trình kiểm toán được kết luận có sự chênh lệch giá quá lớn giữa các bệnh viện có sản phẩm chênh lệch 6-7 lần. Do đó cũng không loại trừ trường hợp có sự bắt tay trong đấu thầu của chính bệnh viện với doanh nghiệp. Điều này không khó xảy ra khi mà hiện nay, ngoài đấu thầu công khai, còn các hình thức đấu thầu thuốc khác như đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu hay mua sắm trực tiếp.